Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một cái game mới. Mình cũng không biết là mới hay không, nhưng mà cái game này mình được Nước giới thiệu nữa. Đó là một cái game cắt cỏ. Thì giống như bao cái game simulator khác thôi, thì các bạn cày game lên và chúng ta cắt cỏ nè. Đây, vũ khí của mình có nâng cấp lên rồi. Khi mà cái cơ bản của nó thì là cái cây này, và mình đã nâng cấp lên cái cây này. Mình mua 100 cash thì phải, hình như vậy đó. Cắt cỏ. Và trước khi mà mình đến cái phần nội dung game á, thì mình có hai cái code để cho các bạn nhập. Ok, thì tiếp theo phần code nè. Ok, cái code thứ nhất của chúng ta sẽ là cái code như thế này, và chúng ta sẽ nhận được 1000 cash. Đây là cái code thứ hai của chúng ta, và mình may mắn là mình vào server kia, server thường ấy, và bạn được pin game star cho cái code như thế này. Ok, cái code thứ ba của chúng ta sẽ là 300 playing, và cái code này nó sẽ cho mình 2500 scat. Ok, bây giờ theo anh thì em nên mua cái gì? Nên mua cái túi hay là nên mua cái vũ khí? Cái shop nằm đâu anh còn không biết nè, anh không biết cái shop nào ấy rồi nha. Cái shop nó ở cái chỗ mà anh thấy cái tím không? Anh thấy rồi. Mua cái túi đi bé ơi, mua cái túi. Cái túi á? Tại vì cái túi ban đầu có 10 màu hết á, mua cái túi trước đi. Mà khoan, để em đào một xíu nữa. Đâu rồi cái chỗ xèo? Là ní. Đó, cái cây này nè, anh rebate 1 nó tự động cho luôn nè. Cái này là anh rebate 1 nó có đó hả? Đúng rồi, mới đầu nó cho mình cái cuốc, cái sản gì đó nè, tự động cho mình. Đây nè, cái này. Cái đó phải tự động, cái đó em phải lít vô. Còn của anh nó tự động đào luôn. Ủa vậy hả? Một lát em rebate để em tiêu, xài hết cái cash này cái đã. Mà trước tiên là em phải đào đủ 2500, giờ em mới 2400 à. Đây là cắt cỏ, đào cỏ. Quên chưa ta, chưa. Em đừng lắc lắc làm sao, phải lắc lắc nữa nó bị lỗi hay sao? Ở cái phần gốc tên thì nó có ghi cái phần fix tester là nó đang cập nhật dữ liệu lại gì á, nó đang chỉnh sửa lại. Quên rồi, chắc đủ tiền nữa. Thôi đủ rồi, bây giờ đi mua. Đi mua cái túi như là anh gà nói. 750. Đúng rồi, mua túi 250 kìa em. 250 là nó có sức chứa 1500. Vâng. Biết đi cắt cỏ, đầu tư hẳn luôn cái bộ đồ giống nông dân mà. Bao nhiêu tiền? 5 robot. Cái đồ này em lên Twitter em thấy nó có cái em phải nói thế nào, nói chung là cái hình này em up lên, cái bộ đồ này của em up lên, ăn cắp trên Twitter. Đúng rồi, cái phần rebate đầu tiên nó sẽ cho free đúng không? Đúng rồi, cho free, nhưng mà sau khi rebate anh được một cái đồ vậy nè, không biết phải là do nó lắc hay không. Ok, mất hết rồi. Cái hồi nãy em mất hết rồi. Ý của em có cái này nè. Đó, bởi vì đấy, nó ngẫu nhiên thì sao? Ủa kìa, của anh khác với của em quá vậy. Có sức đạo nè. Em mới phát hiện ra túi 2500 của em mất hết rồi. Thì nó rebate, anh nó đã quay từ đầu đi. Trời ơi, nát cuộc đời ơi. Nhưng mà hình như cái này nó, cái vũ khí của em như nó khá là mạnh á. Gắt. Thôi thì đào chút xíu đi, đào chút xíu nữa trong mua cái túi từ 200 á. Quậy. Ôi trời. Nhanh mà, cái máy tự động đào mà, nhanh mà. Ở đây là lúc nãy em đừng có nhập code chứ. Em nhập code chi, phải để code đó để mua rau vậy được rồi. Ai kia rebate đâu, ai kia rebate đâu. Trời ơi là trời. Cái rebate lần thứ hai là còn 50.000. Mà ở đây nó tiện không? Cái chỗ là cái chỗ cắt cỏ với cái chỗ sale nó gần nhau. Mà cái này mạnh thiệt, cái vũ khí em có mạnh thiệt á. 750 tiền. Ồ. Trời ơi, công trình kiến trúc của em. Em nghĩ lần nào tầm 200 tiền. Mua cái ba lô 100 á. Bây giờ chắc cái em thấy cái vũ khí của em đang có nó mạnh rồi. Vậy chỉ cần cái túi thôi, em chỉ cần cái túi thôi. Chờ em đào đi cho nó lên tiền để mua cái ba lô tiếp theo á, dưới cho nó nhiều hơn. Lần trước quay game mini với anh không có voi, không biết lần này quay có voi cũng hên xui. 100 rồi. Em cũng mong là có, còn không thôi là nghe mình nên giọng em nghe tự kỷ ấy. Mà mấy cái nó nhiều lên. Thì nhiều khi anh nói em cũng phải lặp lại lời anh nói đó, chứ mắc công mà em lắng nghe, em lắng nghe cái video. Cái lần mà trên meeting nó update đấy anh nói không mà em im lặng luôn. 160 rồi, cũng lẹo ta. Nhảy lên nhảy xuống cũng xong. Anh nghĩ mình mua cái kia luôn, cái vào tiếp theo luôn không? 500 tiền hay bao nhiêu á? Vậy là em phải gì đó hả? Nhảy lên nhảy xuống nha hả? Chỗ chứa nhiều để mình có thời gian mình nói nhiều á, mình không có đi ra đi xuống vào. Chóng mặt quá. Tiền em. Đi kia này em ốm thiệt luôn rồi, chóng mặt quá. Ôi mập được rồi, đừng ốm. Không nhận skin có này mập quá. Bữa nào đi tập game lên 6 múi như anh gà. Đi không? Em có cái body. Ô em đang nói trong Roblox mà. Tự đi ngoài rủ đi nè. Thôi đi trời ơi. 290 rồi. Ủa giờ cái túi tiếp theo là 500 ha anh? 750 em. Nè đi. Để em chạy lại đây em coi coi. Coi đi. Em mới 301 à, biết chừng nào. 51 nữa à. 750, 200. Nước nó bị khủng á ta, nó lao hoài ta. Chứ không hỏi biết quay chưa hay chưa. ba trăm hai sao lâu quá, thấy lâu quá à. Còn không thế thì em quay tới mức mà khoảng tầm 600 á, để 600 rồi em quay đó, em tốn thêm khoảng một thời gian đầu rồi xong em mua thêm cái túi mới thì nó sẽ kéo cái video em thêm 1 phút mấy nữa, dụ như vậy. Nhưng em quay luôn á, em chả cắt đâu, em làm biến cắt lắm luôn á, hiện giờ là em đang quay luôn ấy. Quay chưa? Em quay rồi, nãy giờ em quay rồi mà. Nhiều quay nãy giờ là có tiếng Anh đó hả? Thì anh đang nói thì nãy giờ anh nói cái gì là nó vô trong video hết luôn ấy. Oh my god. Biết chưa? Sao chịu rồi. Nãy em đã hỏi anh là anh quay nha, cái anh nói ok. Thì ok kia anh vừa mới nói ok thì em đã bấm quay rồi. Và hiện giờ là bấm. Không sao. Thôi em chịu không nổi thôi, em đi mua cái. Em mua cái thôi. Thôi. 750. Chút xíu nữa 400 mấy rồi. Em chưa có đi hết cái vòng này là nó đã full rồi. Trời ơi. Chưa cái 750 đi muốn làm gì làm. Khổ quá mẹ. Có cái máy cắt cỏ rồi. Ấy sao một hồi cũng lên 760 cash. Đi mua cái em đi mua cái túi cái đã rồi tính tiếp. Mà cái chỗ tím này là gì vậy ta? Chắc vùng đất khác hả? Anh nhảy thử ơi. Có bay qua vùng đất khác không? Ok mua xong. Có gì không? Đâu có gì đâu. Không thấy khói không? Khói không à. Để chơi mà. Tào lao thì. À với cái phần mà reverse lúc nãy á, là hình như là cái vũ khí mà nó sẽ cho là random ngẫu nhiên. Như của anh gà, như lúc nãy là anh gà là cái. Của anh gà là cái này. Còn của mày là cái này. Của mày cao hơn anh à, của sếp Cantoni giống em nè. vào shop cho mọi người có giá trị của nó, em đừng ngẫu nhiên. Để em xem cây. Sao? Rồi ở đây có mấy cái vũ khí nè. Cái này sao nhìn giống cây chổi quá vậy trời. Y chang cây chổi luôn, còn cái này giống như là nhìn thoáng qua như là cái máy xe tóc á. Còn là cái chai xịt sơn mà sao thấy không liên quan vậy. Còn cái này giống như là cái cây lưỡi hái thằng chết gì nè. Sau đây là cái con dao đúng không? Con dao. Còn cái này là cái này là cái của anh nè. 26.000 26.000 cash. Còn cái máy này em đang có, cái máy em đang có là random là 30.000. Ủa có giá trị quá ha. 50.000, cái này là 50.000, còn cái này là 75.000. 125. Có kiếm nữa chứ. Cái cầu với bao nhiêu vậy em? Cái cao nhất là 150 và có hai món Robux nữa. Cái túi màu xanh xanh như này là 70 Robux nè. Và cái súng này súng gì á? Em trả rành súng nữa. 275 Robux. Thôi đi cào cấu. Lâu quá. Dạ. Lâu quá, cày giờ lâu quá chưa đủ tiền mua ba lô như em. Em cày nhanh bây giờ. À, nhập code bữa đúng rồi. Ê đúng rồi, có hai cái code đấy, có hai cái code thương mại đấy, nhập vô được 2.000 đó. Anh chỉ cài 500 thôi. Quên mà chỉ cần đi băng qua một cái là nó full luôn á. Mà sao người mình bé nhỏ thế? Nhảy lên được không? À dạ. Ha. Đu nè. Mày đu ghế. Đâu rồi, chỗ xe đâu rồi. Ủa em nhập code đó hồi nào vậy ta? Cái code của cái game này nè. Có lúc nãy, cái lúc mà em vào em test game ấy. Sao nó hết hàng rồi ta? Nani? Ý là anh nhập sai, qua để coi lại kìa. Như trên hình của em ấy, hình hồi nãy mình của anh á. Ừ rồi, đến cái con này nè. Không được hay là một đội code có giới hạn ta? Rồi đi dọc đường như thế này nhập cũng nhập phiếu. Rồi anh làm em hoang mang. Có còn giá trị nha mọi người. Anh nói chắc gì có trong video. Thì anh nói gì thôi là có, ai cũng nghe. Cài tiền thì cài bên góc kia, cài bên góc kia nó sẽ tiện hơn. Cái phần sale nó sát bên, còn cái này nó phải đi tăng qua hàng rào, công quá. Sao không qua đây, đi đâu rồi? Không, em chỉ đang đi vòng vòng thôi, em chỉ review map mà. Code này 1.000 là 2.000, ủa nhiều tiền quá. Thì lúc nãy em không biết, em cứ nhập code vào rồi em mua vũ khí cho đã, xong em rebate nó mất hết. Giờ cài lại thấy bà luôn. Nhưng mà cũng được, em random ngay cái này cũng ngon. Giờ xong, ba lô ngon. 1.500. Có xe nữa kìa. À có xe nữa, để em đi kiếm. Đâu rồi, xe đâu rồi? À cái góc này là dành cho mấy người mà rebate trên 5 cái nè. 5 cái mới được vào. Bạn cần phải có 5 cái rebate. Chắc trên trển nó cũng là dùng đất riêng ấy mà. À nhiều tiền hơn. Hình như hiện tại là đang có 2 tầng đúng không ta? Em nói trên trển có 1 tầng nữa. Tầng ở trên đó rebate thì như là 10 hay nhiêu em ơi, mà nên chạy lên coi. Sao quá em không thấy. Em chơi điện thoại mà 10 lần em 10 em thấy rồi. Còn nữa không ta? Hay là có 2 có gì? Hiện tại nó chưa mở thêm á. Chắc game này sẽ còn update nhiều. À đây. Thằng này nè. Thằng này chuyên gia giới thiệu game cho mày nè. Tên chi mày? Sao vậy được? Ảo tưởng sức mạnh hả mày? Ở đây nè, đi đâu vậy? Hè nóng đi tắm à? Đi tắm. Bên đây có xe nè, trời xe đẹp quá vậy. À đây em thấy rồi. Trời ơi, ai đào cái đường gì mà xấu dữ vậy? Anh á. Dã man vậy? Em nào cũng đâu có đẹp đâu. Ok, bên đây xe nè. Cái này là dành cho mấy người mà cày kinh khủng khiếp mới vào được, mới mua nổi. Như cái này 250 nè, 750, 1 triệu 2 550. Ôi, không đủ tiền, không đủ tiền. Ê, không. Nhầm ơi, nhầm ơi. Ủa? Mới điện. Ừ. Sao cái thằng Nin này nó có cái ba lô khủng thế? Ủa? Mua. Nè ní, nó có cái file limited kìa. Hư cấu. Ừ, rẻ. Đi sale, túi em đầy rồi. Cái game này nó làm không có kiểu như là không có thật lắm ha, tại vì mấy cái đồ này nó hơi khổng lồ. Em nghĩ là kiểu giống như là nó cho mình thành những nhân vật tí hon ấy. Chắc vậy. Cái này nó đào một lát nó trồi lên à, mình không thể tạo hình được. Chứ nó không trồi lên, nó đâu có cỏ đâu em cắt. Kiểu giống như là nó cho như là khoảng tầm 3 phút sau nó hạ trồi lên. Đã mấy người đâu cũng đang ngồi người ta đổi sao. Nhưng mà em thấy này nó cũng có diện tích, nó cũng khá rộng mà. Thử coi. Không được rồi. Tạo hình không được rồi. Nắng quá à, vô đây đào cho nó bớt đen da. Ghê không? Nè, vô cây nè, mát ơi là mát luôn. Cuối rồi. Mới đi chút xíu cuối rồi. Bà lâu lần tới 1.500 đó nè. Hồi nãy em cũng 1.500 đúng không? Em report rồi. Điều. Của em có 500 mà. Mà cái này nó không có sale, kiểu như nó sale hết liền, nó phải đợi chạy xuống. Rồi nó bắt mình chờ. Đúng rồi. Nhưng mà với mấy người mà cày số lượng khủng quá, chắc đợi cũng mòn mỏi. Em đi ngang qua thanh niên kia sao nó chết queo rồi. Dạ? Đó, mới đi ngang qua thanh niên gì Susuma gì nó xong nó tự động nó chết luôn rồi. Đâu có. Em đâu có làm gì đâu, quán ngất. Trùng hợp thôi. Chỉ là trùng hợp thôi. Mà game này em thấy nó hơi đơn giản quá à, so với game mấy niên thì chưa có đâu quá cầu kỳ ha. Nó đơn giản quá. Nó hơi chán á. Ủa mà tự nhiên máy cắt cỏ mà đẩy vô cái thùng này là sao? Rác à? Cái này là cắt cỏ mà đúng không? Cắt cỏ thì nó phải đưa vô nhà máy hay là vô cái gì? Đưa cái chỗ mà nó giống như là rác, cái kiểu như rác phải đun nóng các kiểu. Thì đây nè. Không, ý em là nó phải đưa vô nhà máy mà cái này tại sao nhìn giống như là cái rác vậy? Người ta đốt cỏ em. Đốt cỏ làm gì? Thì cái công việc của em là dọn cỏ mà, cắt cỏ mà. Cỏ thì đâu có thể bỏ thùng rác được, người ta đốt. Có thằng điên đứng trên thùng rác. Trái ngược quá à, nước. Nhìn đồ của con nước thì thấy nực quá. Giờ này mà còn khăn nữa. Đây là mùa hè mà. Không biết là trên video có nghe âm thanh không nhưng mà tranh thủ quảng cáo 10 giây ha. Bộ đồ quần áo đang bán nha mọi người, áo 10 Robux, quần 5 Robux. Em quỳ anh luôn. Cảnh quá, anh cảnh quá. Còn ai không nghe thôi nha, lỡ âm thanh không nghe thì thôi, còn nếu nghe thì áo đang giảm còn 10 Robux nha. Quần 5 Robux. Cái âm thanh hôm qua không dính tiếng anh gà đâu, tại vì lần trước quay nói quá trời luôn, cuối cùng chả dính. Nên là cái lần này cũng không hy vọng gì, có thể là May sẽ đọc thoại mình hơn. Nói trước cho mọi người về lỡ May nói chuyện của mình. Mà giọng anh hôm nay trầm quá gà ơi, trầm ghê luôn á. Buồn vu vơ. Game này lắc rồi, lâu lâu cái đồ mà cắt cỏ nó không phải ăn. Của em bình thường. Không biết cài chứ chừng nào đủ 50.000 để mà rebate lần 2. Ủa nếu mà em không biết là đồ rebate lần 2 nó sẽ có cho mình vũ khí ngẫu nhiên của chúng ta. Qua đây coi coi. Ủa sao mình đi một hòm để dẫn đi về cái chỗ mà xa xôi này mày? Ý có cái code nữa nè, thử xem. Ai cần phải vô group hay gì rồi? Ôi vãi cái con. Em nghĩ là em kết thúc video tại đây được rồi á. Chắc gà treo máy quá, gà hết nghe rồi. Anh nghe nè. Em kết thúc video nha, em kết thúc video á. Rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và anh gà chào tạm biệt đi. Cái này là hên xui nha, không biết có nghe giọng hay không, hên xui. Ok, chào tạm biệt mọi người. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của May nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người.